Ok, hello, welcome back to Lộc Kato Channel. Thì hôm nay cũng là tối rồi, thì tôi sẽ ra một cái video theo đúng một cái tâm trạng là buổi tối mình sẽ muốn nghe những cái bài hát mà nó hơi gây cho mình những cái suy tư một chút. Đó, thì hôm nay sẽ không phải là một bài hát về tình yêu hay là những bài hát tươi vui hay thất tình nữa. Tôi sẽ hát một cái bài mà tôi quan sát được cuộc đời này là như thế nào. Đó, ok, mình vô ha. Gì đó ở các bạn ha. Thì nếu mà bạn thích hãy like, share, subscribe cho kênh này để tôi có động lực ra thêm những video mới và sẽ phát hành một bài hát official luôn. Thì thật sự là cái chủ đề tôi viết cũng chia sẻ một chút là tôi viết rất là nhiều. Tôi viết về tình yêu, tôi viết về gia đình, tôi viết về mẹ, tôi viết về những cái quan sát của tôi trong cuộc sống này. Đó. Thì có những bài hát rất là đắt mà tôi chưa tiện quay video cho các bạn, thì những video sau tôi sẽ cố gắng tìm những cái bài hát mà nó ý nghĩa nhất và nó đắt để tôi đăng lên, và cũng mong các bạn là sẽ lúc nào sẽ nghe tôi. Nếu mà có tương tác với tôi á, thì hãy like, comment bên dưới để tôi biết là mấy bạn có xem và tôi có động lực để ra video tiếp. Ok, và vlog tới đây là hết nha. Xin kính chào các bạn, bye.